đội tuyển Myanmar tháng 8, không câu lạc bộ châu Âu, dần mặt Thái Lan trước AFF Cup. Đối tượng Myanmar đã có màn chạy đà AFF Cup 2020 đáng chú ý khi thắng câu lạc bộ Antalya Helpo của Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 8, 0. Hướng đến AFF Cup 2020 diễn ra vào đầu tháng 12, Myanmar đã có chuyến tập huấn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đây, Myanmar đã có 3 trận giao hữu với các câu lạc bộ gồm Menapgat Belezi Espor, Burundi và Antalya Helpo. Theo đó, Myanmar đã thắng 2, một chức menap Gbelezi vào ngày 10 tháng 11. Sau đó 4 ngày, Myanmar thua 1, 2 chức Burundi. Đến hôm qua, đội bóng của Đông Nam Á đã thắng 8, không chức Antalya Hepo trong một thế trận được mô tả là áp đảo đối thủ hoàn toàn. Đội tuyển Myanmar cũng chưa dừng lại ở quá trình chạy đà trước AFF Cup. Được biết vào ngày 25 tháng 11 tới, Myanmar còn đá giao hữu với Indonesia huấn luyện viên An toàn hay kỳ vọng đội tuyển Myanmar có thể cạnh tranh một vé vào bán kết AFF Cup 2020. Ở giải đấu này, Myanmar nằm ở bảng A cùng Thái Lan, Philippines, Singapore và Đông Timor. Đối thủ cạnh tranh vé đi tiếp của Myanmar gồm có Thái Lan, Philippines và Singapore. Ở một diễn biến khác, huấn luyện viên Sinte Eong của Indonesia muốn nhập tịch bốn cầu thủ châu Âu để tham dự AFF Cup 2020 gồm có Sandy Watts, Jordi Amat, Huser và Kevin Dix. Ông Xin cho rằng chỉ có cách đó mới giúp Indonesia lấy lại vị thế trước những đội bóng mạnh như Việt Nam và Thái Lan. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, liên đoàn bóng đá Indonesia vẫn chưa gửi văn bản chính thức nào tới Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia xoay quanh việc nhập tịch cầu thủ. Đó là lý do khiến Bộ trưởng Zainuddin Amali cảm thấy không hài lòng khi truyền thông đã đưa tin rầm rộ, trong khi đội tuyển quốc gia lẫn các câu lạc bộ đều không có đề nghị nào cả.